À, xin chào các bác trở lại với trang Ký Cổ Ngày Xưa. Ngày nay em lên một cái mũ Mỹ xưa sản xuất thập kỷ 70, đồ lính Mỹ thì trong rất nhiều năm qua thì em đã lên rồi. Trước khi vào kênh bác hãy like xem nhờ, bác like xem nhờ là tốt. Đây là cái mũ Mỹ của chúng ta ngày hôm nay. Và đây là mũ xăm mũi nhé, cái này là xanh ô liu, sản xuất thập kỷ 1970. Thì em sẽ xem vào cái tem của nó, xem là sản xuất chính xác là năm bao nhiêu. Độ mới rất cao nhé, nguyên zin toàn bộ, độ mới rất cao. Cái này sản xuất năm 1976 nhé. Đây là cái tem của nó đây. Tem của nó đây là Catfish Horse Weather Organ 106 DA 176. 100 bên là Unhonored nhé. Đây là cái tem này. Đấy. Là size 7 nhá. 7. Và đấy, rất rõ đây nha của nó này. Đấy. Hot Fast Cup Hot. Đó, đúng không ạ? 106 đúng không? Western DA. Đó, và số 76. Và đây cái tem này nó đây. Đấy. Rất rõ ràng nhá. Và còn mới, rất mới nhá. Là rất mới nhá. Và cái này là một sao này, thông thường là cấp tướng nhá. Và như đây gọi là bông sồi. Bông sồi thì là cái quốc huy của Bộ Quốc phòng Mỹ và từ ngày đầu tiên. Đây là size số 7, size 7 thì vừa vòng đầu 54 và 56 nhá. Đây em đội lên luôn. Và em sẽ còn về một lô mũ thì em sẽ lên từng cái mũ một và sẽ có giá từng cái một và kèm theo cái thông tin cái mũ ở bên dưới video sẽ chạy ngang này. Tất cả từ kính hay mũ hay tất cả đồ cổ gì đấy thì đều ghi bên dưới video và cũng hay là ngay cả cái bài viết bên dưới của video thì em cũng ghi rất là rõ ràng thông tin thông số của kính hay là của mũ hay là có cái đồ cổ gì đấy thôi để các bác là người chơi người mới người cũ là luôn luôn là nắm bắt được người rõ ràng về thông tin thông số và cũng như là cái địa chỉ và số điện thoại. Bên địa chỉ số điện thoại thì các bác cũng yên tâm rồi, không phải lăn tăn vì là cái địa chỉ và số điện thoại đây luôn luôn gắn liền trên tường ghim tường song hành là 25 năm qua một địa chỉ một số điện thoại rồi thì không còn điều gì phải băn khoăn hay lăn tăn vấn đề gì cả. Và đây cũng có nói đây và có là size 7 nhá, size 7 thì vừa mới vòng đầu 54 và 56. Đấy, phải nói rõ luôn. Thì mỗi một size số về mũ hay về cái vấn đề về kính bút đồng hồ bật lửa thì là em sẽ chia sẻ luôn về cái size số và tỷ lệ như thế nào. Ở đơn vị ở châu Âu hay nước ngoài họ sẽ tính bằng inch và có đơn vị ở Việt Nam thì nó tính bằng cm. Đấy. Đây nhá. Và đấy bông sồi ở đây rất mới rất đẹp nhá. Và con này thì xuất sắc nên không lỗi lần gì rồi. Và các bác đội ra thì nó căng ra nhé. Đó. Bên trong đây. Rất đẹp nhá. Và tất cả thông tin về mũ thì em ghi bên dưới video rồi. Và kèm theo những cái địa chỉ và số điện thoại lâu năm nó khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu 25 năm qua thương hiệu tí này, rất yên tâm. Chuẩn mũ USA xưa nhé, sản xuất năm 1976 nhé. Và đến 76 thì em dư cái tem từ lúc ngay lúc ban đầu rồi, rất yên tâm. Và mũ USA xưa, mũ sò mũi nhá, xanh ô liu. Em có cả cỏ úa nhá, thì cỏ úa em sẽ lên một phiên nào đó và đó. Xanh ô liu. Và cái mũ này có giá là 3 triệu 6 là 3.600k chuẩn nhá. Xuất sắc nhá và không điểm phải trừ nhá. Mũ là 3 triệu 6 nhưng gọi là 3.600k. Mũ là 3 triệu 6 nhưng gọi là 3.600k. Các bác mua đâu mua nên lựa chọn bán lâu năm có thương hiệu ở Hà Nội và Sài Gòn. Em vào một xem chơi về kính cổ hay đồ lính Mỹ là thương hiệu là hai mấy năm rồi. Và địa chỉ số điện thoại lúc nào cũng dễ nhìn dễ tìm, bên thấy mở ra thấy ngay. Bên em là thương hay bán là chỉ duy nhất về kính cổ đồ cổ và hàng chuẩn Âu là Anh pha Mỹ, chẳng hạn như cái mũ Mỹ này là chuẩn của Mỹ xưa, hàng chuẩn Âu thứ nhất luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái mũ này rất nhiều nơi bán nhưng mà nó bán là chuẩn Âu 2 hoặc là bán hàng của Thái Lan hay là hàng Tàu. Rất nhiều, chẳng hạn như ở Hà Nội mình có chợ Đồng Xuân hay là cái phố Lê Duẩn thì rất nhiều cái cửa hàng bán cái mũ thì mấy cả quần áo lính Mỹ đấy thì bán cả hàng Tàu với hàng Thái Lan hàng Mỹ trà trộn, ai biết thì đưa cho hàng Mỹ, ai không biết thì đưa cho cái hàng Thái Lan hàng Tàu, thế là rất nguy hiểm. Bên em không có chuyện đó, bên em bán thẳng đồ chuẩn Mỹ xưa luôn mà đã khẳng định làm nên thương hiệu giá trị rồi. Các bác đã nhảy biết rồi là em chỉ bán duyên kính cổ và đồ cổ bao gồm cả đồ lính Mỹ cũng như mũ Mỹ này. À, trước thì nó có cả áo jacket M65 đấy, jacket M65 hay là gẹt và giày, có đủ hết. Giày thì có giày cổ cao cổ thấp đấy, giày lính giày dù có đủ hết nhưng mà bán hết cái dòng rồi. Em không không tập trung vì mất nhiều thời gian quá. À, chỉ tập trung cái gì mà nó cứ sở trường, ví dụ mình thích mình đam mê chẳng hạn như mình thích chơi mũ thì mình đánh kèm về bán cùng chơi với anh em cùng số kính cổ đồ cổ hoặc cái đồ gốm sứ hay đồ đồng gì đấy, đèn dầu đèn Tiffany hay xe đạp.
xe đạp như xe đạp như gọi là Favorite này, Messier, Mondial và Peugeot, đặc biệt dòng Peugeot. Peugeot thì nó có khóa cổ rụt đấy, rồi là phanh cổ rụt các thứ, có dòng khóa cổ dòng không, nó tùy từng đời từng năm. Khóa cổ thì đời sâu tuổi hơn, còn đời về sâu về sau thì nó không có khóa cổ đâu. Và đấy, đấy là dòng Peugeot nhá. Và cái mũ này là có giá là 3 triệu 6 bạn tham quan nhá. Một lần nữa rất là cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Bác nào mà chưa kênh em, nút đăng ký kênh màu đỏ bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông, để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại bác, vì ngày nào hàng ngày video nó báo đến tin nhắn tít 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 điện thoại luôn đấy, rất là hay. Vâng, rất cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.